sự kiện lớn đầu tiên trong năm 2016 dành cho khán giả yêu âm nhạc và thể thao sẽ được diễn ra tại trung tâm thương mại và giải trí Le Parc Gamoda City. Hơn 5.000 cổ động viên Manchester United và Liverpool sẽ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với phần trình diễn của DJ Chang Moon, nhóm nhảy Big Toe, cùng giao lưu với danh thủ Hồng Sơn, bình luận viên Quang Huy, danh thủ Thạch Bảo Khanh, bình luận viên Đức Hùng, MC Tú Linh và ca sĩ Duy Khoa, cùng vận động viên Đỗ Kim Phúc. Tôi mong ước là lúc này nếu như mời được Sir Alex Ferguson trở lại. Tôi cho rằng là Liverpool đang lợi thế hơn. Chúng ta còn phải chờ đợi và hy vọng. Tôi nghĩ rằng có thể xảy ra thì Tố Hòa. Tôi cho rằng là MU đang ở trong một giai đoạn hồi sinh. Và chỉ cần Liverpool ổn định tâm lý là được. Mình là một fan rất là cứng của Liverpool. MU chiến thắng, đó sẽ là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng cùng với DJ Chang Moon. Chúng tôi chào đón các bạn. Sôi động của âm nhạc, cùng nhiệt cùng thể thao. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2016 tại Le Parc Gamoda City. Sôi động cùng âm nhạc, cùng nhiệt cùng thể thao.